nuôi lại thì để cho bộ rễ cho mà nó không bị cuồng rễ, không cuồng rễ. Khi mà nó phát triển này, nó nuôi cái na này, này tượng trên này để nó phát triển rất là mạnh. Thì quay lại đây để chúng tôi sẽ mở cái mắt ghép này ra. Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống, mang sự yên tâm đến mọi nhà. Đó. Hôm nay ở Trung tâm Cây Giống chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con một loại na, đó là na dứa Đài Loan. Được xuất xứ từ Đài Loan, na dứa được xuất xứ từ Đài Loan. Đó. Thì cái na nó na dai Đài Loan, ít hạt dai, một trái của nó chúng ta có thể khoảng 6 đến 7 gram. Đó, theo chúng ta chăm sóc kỹ đúng quy trình, thì đúng bón phân đúng cái giai đoạn thì nó phải một trái 6 gram đến 7 gram. Đó. Thì bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi đã làm trái rất là nhiều, những cái video trước cũng đang xử lý làm trái, và video này muốn chia sẻ với bà con là cái loại giống chuẩn giống bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi đã sản xuất ra cây giống để cung cấp ra thị trường, thì cho bà con tìm hiểu được cây na nó như thế nào, và những cái loại cây này là hiện nay là được xuất ra thị trường rất là nhiều, và rất là nhiều người ưa chuộng trên cả nước chúng ta trồng, tại nó là một tiềm năng rất là dễ trồng, nó kháng được sâu bệnh, nó thể loại đậu trái tự nhiên. Đó, chúng ta không cần phải can thiệp, nó thể là đậu trái tự nhiên, cho nên nó là một mô hình rất là chuẩn và mới. Đó, nhưng mà nó lại rất là dễ trồng, nó ít sâu bệnh, dễ làm trái, cho nên bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi muốn chia sẻ với bà con để bà con nắm được, hiểu được, rõ được cái quy trình đó. Đó, thì bà con mạnh dạn đầu tư. Đó, nó cũng là một thể loại cây hot nhất trong năm 2021, và chúng ta để lựa chọn một cái cây giống chất lượng để chúng ta trồng. Thì những cái video trước chúng tôi có chia sẻ với bà con cách phân biệt cái cây na Đài Loan và cái cây na Thái và những cái loại na khác như thế nào. Bà con có thể quay lại cái những video trước bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi có chia sẻ với bà con. Thì bây giờ quay lại với cây na Đài Loan, đó là thì cây na na Đài Loan, na dai Đài Loan được xuất xứ từ Đài Loan nhưng mà được nhân giống ở Việt Nam. Bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi là nhân giống thành công với một số lượng rất là lớn trên thị trường. Đó, và có vườn mẫu cho bà. Cái na Đài Loan này là thể loại ghép chui nha bà con. Đó, thể loại ghép chui. Đó, khi chúng ta lấy cây na thật sinh, chúng ta chui vào nhánh Đài Loan nè. Đó, chui vào nhánh Đài Loan. Thì chúng ta chui thì những cái quy trình chui đó, quy trình trước chúng ta chui, chúng tôi có nhắc đến với bà con rồi. Thì khi chúng ta chui được 1 tháng 10 ngày đến 1 tháng 5 ngày thì chúng ta mới cắt xuống và chúng ta nuôi lại những tượng, nuôi lại tượng như đây nè. Này là tượng nuôi rồi nè. Để khi mà chúng ta nuôi lại như vậy, để khi bà con đem về, bà con trồng ra ngoài môi trường ở ngoài thì đảm bảo là cái sự sống và cái sự phát triển nó là một đồng bộ 100%. Nó còn những cây chưa nuôi thì đem về chúng ta phải tốn thời gian nuôi, tốn rất nhiều công sức đó nha bà con. Thì những cái quy trình trước thì khi mà chúng ta chui vào, chúng ta cắt xuống thì chúng ta lại vào cái bầu nuôi. Đây bà con nhìn thấy không? Vô là cái bầu nè, bầu nhựa để nuôi nè. Đặc biệt toàn bộ cái na là phải vô bầu bự này để nuôi nha bà con. Nuôi lại thì để cho bộ rễ cho mà nó không bị cuồng rễ. Không cuồng rễ. Khi mà nó phát triển này, nó nuôi cái na này, này tượng trên này để nó phát triển rất là mạnh. Thì quay lại đây để chúng tôi sẽ mở cái mắt ghép này ra cho bà con coi là cái mắt ghép này nó dính như thế nào, để cho bà con nắm được bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi đã chọn những cái cây giống chất lượng như thế nào và để chúng ta đưa vào nó ghép vào cái quy chỉnh như thế nào. Đây, mở ra luôn. Thì cái khâu ghép là rất là kỹ như lưỡng nha bà con, quấn rất là kỹ, là gắn rất là sát sao. Thì đi là cái dây này nó tự quỷ luôn. Cái dây này là nó tự quỷ luôn nha bà con. Cái dây này là nó tự quỷ nè. Thì bà con trồng thì bà con không cần phải tháo ra. Thì tự nó quỷ và trồng theo thời gian. Cái mặt độ trồng thì bà con nè, trồng tới đây thôi, trồng ngang mặt bầu. Thì những cái video trước chúng tôi chia sẻ rồi đó. Thì bây giờ muốn mở cho bà con coi để coi cái độ liền của nó như thế nào, để cho bà con nắm được cái sự sát sao kỹ lưỡng như thế nào của bên Trung tâm Cây Giống của tôi. Đó, đây. Đây này bà con, cái mắt ghép nè. Đó, mắt ghép nè. Nó đã dính nhau như vậy. Đó, nó dính nhau như vậy thì cái cây này nó mới nuôi lại cái này, nuôi cái này thì nó mới phát triển được. Khi bà con trồng xuống thì nó mới phát triển được nha bà con. Đó. Thì cái thể loại cây này bà con biết rồi đó. Một loại cây năng suất rất là cao, mặt độ cho trái rất là cao, từ khi mà làm trái đến từ khi cho trái thu hoạch trái là 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Đó là từng cái quy trình, từng cái giai đoạn làm trái thì bên Trung tâm Cây Giống chúng tôi có chia sẻ những cái video trước cho bà con. Cái mặt độ trồng của bà con thì bà con trồng 4x4 hoặc 4x5 tùy theo cái thời điểm, tùy theo cái giai đoạn của bà, tùy theo cái mô hình, cái địa hình của bà con, cái mặt độ đất của bà con để bà con đầu tư. Nhưng mà bà con nên trồng là 4x5. Đó, tại vì khi bà con trồng thưa thì bà con tiết kiệm được cây. Nhưng mà
cái mật độ trái của nó cho rất là nhiều trái. Chứ mà con trồng khít quá thì cái nó tranh giành dinh dưỡng nhau, khi mà làm trái nó tranh giành dinh dưỡng, tranh giành thức ăn nhau thì cái mật độ trái của nó cũng không lớn nha bà con. Con đặc biệt chú ý nha. Thì bà con trồng thưa thì bà con tiết kiệm được cây giống. Đó, thì bà con hãy xen canh vào những cái loại những cái loại cây khác vào. Đó, để chúng ta lấy ngắn nuôi dài, để chúng ta đầu tư cho nó lấy ngắn nuôi dài để đầu tư để cho mau thu hồi vốn. Đó. Thì tới đây những cái video sau chúng tôi sẽ chia sẻ cho bà con cái mô hình là trồng xen canh giữa cây na dứa Đài Loan và mô hình với cây ổi ruby, để cho bà con nắm được nó có hai cái sự tương trợ với nhau. Thì cho nên bà con lấy cái ngắn nuôi dài, và chúng tôi sẽ chia sẻ cho con cái mặt clip làm như thế nào, đó, cái quy trình trồng như thế nào đó. Thì mời bà con coi những cái video sau nữa, để chúng tôi bà con bấm nút đăng ký để bà con luôn luôn nhận được những cái video sau, video mới nhất bên trung tâm giống tôi chuẩn bị xuất bản cho bà con đó. Thì đây là những cái na Đài Loan mà là chuẩn nhất bên trung tâm giống chúng tôi. Đó, cây là được nhập khẩu bên Đài Loan về và được nhân giống bên Việt Nam, và bên trung tâm giống chúng tôi đã nhân giống rất nhiều số lượng lớn. Bà con có thể tham quan vườn mẫu, bà con có thể tham quan cái mô hình làm trái của bên trung tâm giống chúng tôi, và mô hình nhân giống bên trung tâm giống chúng tôi. Chúng tôi tận tình chia sẻ với bà con, đến tận vườn để bà con có thể quan sát chia sẻ, nhìn thấy những cái thực tế trước mắt để bà con mạnh dạn đầu tư, không ngại đầu tư, để bà con luôn luôn đầu tư đúng cái vị trí, đúng cái thời điểm và đúng cái giai đoạn là chúng ta trồng đó, và đặc biệt là chúng ta không bị mất cái tiền khi mà chúng ta đầu tư không đúng chỗ bà con. Thì cái chọn cây thì bà con luôn, khi mà trồng thì bà con biết rồi, khi mà trồng cây trồng xuống, trồng cái mật độ trồng thì chúng ta trồng tới đây thôi. Thì những cái quy trình trồng thì chúng ta nhúng humic đó, thì chúng ta trồng thì trồng đúng theo quy trình, đúng theo cái kỹ thuật thì cái cây nó sẽ phát triển rất là đồng bộ đó. Thì từ cái giai đoạn mà làm trái đến cái giai đoạn mà thu hoạch trái là từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng, rồi con nhớ nha, 4 tháng rưỡi đến 5 tháng. Cho nên bà con nhắm vào cái giai đoạn đó để bà con làm trái thì nó đạt năng suất được tới khi mà làm trái vào cái dịp Tết hay là cái dịp gầm lễ thì cái giá trị của cái trái có rất cao, nó đạt năng suất rất là cao cho thị trường chúng ta. Đặc biệt nó kháng được sâu bệnh, kháng được rất là nhiều sâu bệnh nha bà con. Thì đó là những cái gì mà chia sẻ với bà con về cái cây na dứa Đài Loan, một cái loại na mà tiềm năng, một loại na mà được nhiều người ưa chuộng ở Việt Nam chúng ta đó, và nhiều mô hình trồng rất là thành công, mà trong đó có bên trung tâm giống tôi trồng thành công rất là cao đó. Chúng tôi sẽ luôn luôn chia sẻ hỗ trợ với bà con về cái quy trình làm trái của cây na từng giai đoạn, và quy trình chăm sóc, quy trình bón phân, quy trình tạo tán đó, như thế nào để cho bà con luôn luôn đạt được cái năng kinh tế cao và cái năng suất cao cho bà con. Bà con có thắc mắc gì thì bà con cứ liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới, và bà con có thể để bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời mọi bình luận, mọi thắc mắc của bà con. Bà con đừng quên bấm nút chuông, bấm nút đăng ký, bấm nút like để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất, hay nhất từ bên trung tâm cây giống chúng tôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.